Tạp chí Văn nghệ xin chào tất cả quý khán giả đang ngồi trước màn hình HTV và sẵn sàng đón nhận những tiết mục thú vị mang nhiều thông tin hữu ích cho cuộc sống tinh thần của mỗi người trong gia đình. Tạp chí Văn nghệ hôm nay luôn trân trọng một nếp sinh hoạt văn hóa quen thuộc của người dân, đó chính là nhớ về và kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu qua phóng sự, đội nhạc kèn thiếu nhi và tác phẩm về Bác. Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2016. Tiếp đến là những hình ảnh ấn tượng trong lễ hội Hoa Anh Đào lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Phóng sự giao lưu y bác sĩ văn nghệ sĩ Trường Sơn ghi nhận một buổi giao lưu xúc động giữa các bạn đoàn viên, thanh niên với những y bác sĩ văn nghệ sĩ vượt Trường Sơn vào chiến trường miền Nam. Mỗi tuần nhân vật Hoàng Quang Thuận và Hồn Thơ Đất Việt là đôi nét chân dung của tác giả hai tập thơ nổi tiếng, trong đó tác phẩm sử thi Hoa Lư Thi Tập của ông vừa được Tổ chức Liên minh Kỷ lục Thế giới trao tặng bằng xác lập kỷ lục giá trị độc bản thế giới. Tiết mục Nét đẹp Sài Gòn danh nhân đất Việt tái hiện đôi nét sử liệu về những công trạng đối với đất nước của danh tướng Đặng Tiến Đông. Những tác phẩm thêu tay đặc sắc và tinh tế lấy chủ đề về thiền sẽ được giới thiệu đến quý khán giả trong tiết mục Nghệ thuật và cuộc sống. Trong tiết mục Chuyện đời tôi, mời quý khán giả thưởng thức những bài ca cổ đặc sắc do lão nông Huỳnh Văn Xê sáng tác và cùng trân trọng những tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ của tác giả. Kính đa trọng với tiểu phẩm hài mang nhân đề Cưới vợ cho chồng là những nét bi hài trong ứng xử của những người sính ngoại. Cuối cùng là trò chơi truyền hình Đi tìm ân số. Thưa quý khán giả, ngày 15 tháng 5 là ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong. Trong những nhạc phẩm mà đội nhạc kèn thiếu nhi thường giới thiệu đến người thưởng thức, có những tác phẩm được cả đội luyện tập, biểu diễn bằng sự yêu thích và trân trọng đặc biệt. Đó chính là những nhạc phẩm có nội dung, chủ đề nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được chứng kiến đội nhạc kèn thiếu nhi của trường Võ Thành Trang, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn bài quốc ca rất chuyên nghiệp và tự tin trong một sự kiện lễ hội văn hóa, chúng tôi đã có dịp tìm hiểu về sự ra đời và hoạt động của đội nhạc kèn thiếu nhi có 102 tại Việt Nam hiện nay. Đội nhạc kèn Võ Thành Trang được thành lập vào năm 2001, lúc đầu tiên thành lập thì chỉ có 15 bé và hiện nay là tổng số các em là lên tới 100 em. Và các cái dòng nhạc của đội biểu diễn là gồm nhạc thiếu nhi, nhạc cách mạng, nhạc truyền thống cũng như nhạc nước ngoài. Nhưng mà trong đó thì thầy và trò của đội thì rất là thích biểu diễn những cái tác phẩm liên quan đến Bác Hồ. Có rất nhiều tác phẩm âm nhạc lấy chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh do các nhạc sĩ Việt Nam sáng tác, được đội kèn thiếu nhi Võ Thành Trang chọn ra để tập luyện và biểu diễn trong các sự kiện của trường và những chương trình do chính quyền thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh Bác Hồ, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 2016, đội nhạc kèn đã biểu diễn bài Như Có Bác Trong Ngày Đại Thắng do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác.
khi biểu diễn về các cái nhạc phẩm khác thì không biết như thế nào, nhưng mà liên quan đến các nhạc phẩm mà liên quan về Bác Hồ thì nó có một cái cảm xúc rất là dâng trào từ thầy đến trò. Và bản thân thầy cũng như các em học sinh ở trong đội khi mà tập luyện cũng như biểu diễn và những cái tác phẩm của Bác Hồ thì rất là tự hào, cũng như là có nhiều cái tình cảm thiêng liêng của các em thiếu nhi dành cho Bác Hồ thông qua các cái ca khúc. Và vậy khi biểu diễn các tác phẩm này thì các bé ở trong đội biểu diễn rất là chuyên nghiệp, cũng rất là tình cảm, hướng đến Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Bác đang cùng chúng cháu hành quân, một ca khúc nổi tiếng về Chủ tịch Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Huy Thục sáng tác, cũng được đội kèn thiếu nhi biểu diễn đầy cảm xúc. Của đội nhạc kèn thiếu nhi Võ Thành Trang cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Tổ chức kỷ lục châu Á và Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao tặng cho đội kèn bằng xác nhận kỷ lục. Đội nhạc kèn thiếu nhi tham gia công diễn nhiều nhất Đông Dương và Việt Nam trong hội ngộ kỷ lục gia lần thứ 31 năm 2016.